Hello xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 1058 của One Piece nào. Ở tập, trước Yamato vẫn đang cố hết sức chạy tới kho vũ khí của Kaido, để ngăn chặn vụ nổ, Mono cũng đang cố hết sức để nâng hòn đảo lên. Sanji thì đã nhét con ốc sen truyền tin vào Zoro phòng trường hợp rổ đi lạc, trong lúc đấm nhau với Quinn thì sạn gọi, cho rổ bảo chúng ta sẽ đánh bại băng bách thú đưa Luffy tiến gần hơn, với giấc mơ trở thành vua hải tặc. Nhưng Sanji dặn nếu sau trận chiến này, nếu cậu mất kiểm soát thì Zoro phải giết cậu ta ngay và luôn. Tuy đang đấm nhau phọt cớt với King, và chả hiểu cái mô tê gì nhưng Zoro đã chấp nhận lời đề nghị của Sạn, và hứa sẽ đích thân mình xử lý Sanji nếu cậu mất kiểm soát. Bên Big Mom, thì bà ta nổi điên lên vì trong nhiều thập kỷ qua bà ta chưa đau đớn. Như thế này, bà cũng công nhận sức mạnh kít, lao và cả Luffy rồi bắt đầu nghiêm túc đánh thật. Lao và Kit cũng thống nhất sẽ dùng toàn sức hạ gục con quái vật Big Mom, dù có chết cũng phải đánh bay Big Mom ra khỏi vị trí đó. Big Mom lúc này triệu tập toàn bộ đội quân linh hồn tấn công Lao và Kit, Lao thấy thế liền bật lung lên, Kit thì dùng từ tính hút hết đám quân lính linh hồn kia và hất văng ra xa. Lao bảo Big Mom phiên bản siêu to khổng lồ như này khó chơi quá, Kit bảo to nhưng tốc độ của bà ta cũng sẽ giảm xuống. Big Mom bảo tao đã quen với việc nghiền nát lũ nhãi nhép như chúng mày lâu rồi, mấy đứa con của bà ta cũng đồng tâm hiệp lực để nghiền nát Lao và Kit. Ở phía xa Marco đang đưa Izo đến chỗ lâu đài vì có một bóng ma khổng lồ xuất hiện ở tầng 2. Cậu còn nghe tin, là lâu đài bốc cháy nữa nên không yên tâm mới nhờ Marco ship mình đến. Chuyển cảnh sang chỗ con quái vật bằng lửa đang thiêu dụi lâu đài, đám lính Kaido mang đại bác qua bắn nó nhưng không ăn thua cho lắm. Bên bờ dốc thì đang bế Robin nhảy lầu. Chuyển cảnh sang chỗ Yamato cô đang bị thằng Obo đuổi theo mời gia nhập liên minh của hắn, Yamato kêu là bố mày đang bận éo rảnh. Cô cũng nói với bạn cũ của mình là Fuga, hiện giờ cô đang bận không có thời gian chơi với cậu ta đâu. Lúc này thì Robin và bờ dốc cùng rơi xuống chỗ của Yamato, bỗng dưng họ được một đám tóc bồng bềnh màu đỏ đỡ cho không thì liệm. Con quái vật lửa cũng xông thẳng tới đây và đám CB0 cũng lao tới để bắt Robin nhưng vô tình lao vào con quái lửa. Thấy nó đang thẳng tiến đi xuống tầng giới Yamato liền kêu Fuga né ngay. Ozochi đang lúc lùm nguyền rùa tất cả xuống địa ngục, thì bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng đàn khiến hắn trợn tròn xoay hai con mắt lên chuyển cảnh sang mono đang liên tục tạo ra nhiều hỏa vân hơn để nhấc hòn đảo lên. Sau một thời gian gồng cơ mông hóc cơ đít thì cậu cũng đã thành công. Về bên trận chiến giữa Zoro và King, lúc này King kéo mặt mình giãn ra như thằng ngố, và bắn một phát bất ngờ khiến Zoro không kịp trở tay. Vào thời cổ đại đây là cách loài tơ Anodans săn mồi, King bắt đầu bay lượn trên bầu trời và nã đạn xuống chỗ Zoro. Zoro rơi vào thế hạ phong nên cậu chỉ có thể né đòn và nếu không đánh trúng King, thì kiểu gì Zoro cũng sẽ bị kiệt sức. Cậu đang nghĩ có lẽ nào ngọn lửa sau lưng kinh là đặc điểm của loài Pter Anozon. Thấy tránh né mãi cũng không phải cách hay nên Zoro gồng mình lên, như Super Saiyan tạo ra một cơn lốc bằng kiếm, nhưng cơ thể của kinh cứng rắn một cách lạ thường, và hắn hóa giải đòn của Zoro trong một nốt nhạc. Zoro hỏi hắn có vẻ như, cả rồng lẫn khổng long đều nổi tiếng với cơ thể rắn chắc nhỉ, kinh bảo đúng thế nhưng cơ thể của hắn còn hơn cả thế nữa, có thể là kinh hơi đặc biệt. Nói xong hắn rút kiếm ra lao vào tấn công Zoro. Kinh nói sẽ cho Zoro một trận đấu kiếm như cậu muốn. Sau đó cả hai bên lao vào giao lưu võ thuật với nhau, nhưng có vẻ Zoro ở thì yếu hơn. Zoro bảo mình đã chém hắn rất nhiều lần nhưng hắn không hề chảy máu, hắn có thể chuyển động cánh, tuy không phải là đồ trang trí nhưng cậu chưa thấy hắn dùng cánh để bay bao giờ. Lúc đầu cậu cứ tưởng ngọn lửa sau lưng của Kinh là một phần năng lực của trái ác quỷ, nhưng không phải vậy, chắc là do dòng máu của người cá hay tộc khổng lồ trong cơ thể hắn, hoặc là một bộ tộc kỳ lạ nào đó mà cậu không biết đến. Chưa kịp phân tích xong, thì rổ đã bị kinh hất cho một phát bay vào núi nằm đo sàn luôn. Nếu tình hình cứ như này, Zoro không phân tích được sức mạnh của hắn là gì thì sớm hay muộn cậu cũng thua thôi. Lúc này em gái Mono bắt đầu gãy đàn. Thanh Emma dường như nghe thấy gì đó và bộc phát sức mạnh của nó, hút Haki từ tay Zoro. Quay về chỗ của Orochi, sau khi nghe thấy tiếng đàn, thì hắn đã ngó cái đầu ra xem thì hắn rất bất ngờ khi thấy cô Murasaki vẫn còn sống. Rõ ràng cô đã bị Denjiro cho một kiếm về với các cụ rồi. Mà sao vẫn xuất hiện đây được Ozochi xúc động đến mức phát khóc Vì kể từ ngày cô Murasaki hẹo hắn không ngày nào Là không ngừng mơ về nàng ta Video tới đây là hết rồi Anh em thấy hay thì cho tớ một like Một đăng ký và một comment khen hay nhé Bye bye mọi người